Ngày 26 tháng 7, lực lượng của Trung tâm Y tế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã đến nhà bệnh nhân 418 tại tổ. Phường Thanh Bình để điều tra tiền sử dịch tễ từ người nhà bệnh nhân. Đồng thời, cơ quan y tế cũng triển khai nhiều máy phun đến phun thuốc tiêu độc, khử trùng nhà bệnh nhân cùng khu vực dân cư lân cận. Nhiều nhà dân gần nhà bệnh nhân đã chủ động mở cửa nhờ lực lượng y tế phun thuốc tiêu độc cho nhà bệnh. Người dân tại các khu phố lân cận cũng được yêu cầu làm tờ khai y tế để nắm bắt các trường hợp tiếp xúc gần với F1. Được biết, bệnh nhân 418 được xác định dương tính từ đêm 25 tháng 7. Đang được cách ly điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện tình trạng bệnh nhân 418 đang chuyển biến nặng và phải thở máy. Ca này cũng chưa rõ nguồn lây nhiễm. Bộ Y tế đã thành lập 3 đội công tác đặc biệt của Bộ hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng.